Với 87 trên 89 đại biểu có mặt đồng ý, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí bầu giữ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi sinh ngày 25 tháng 2 năm 1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Mãi có trình độ cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Phan Văn Mãi là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng trải qua các chức vụ, bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, bí thư trung ương đoàn, bí thư thường trực trung ương đoàn, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bến Tre, bí thư tỉnh ủy Bến Tre, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. Tháng 6 năm 2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ thành ủy và phân công giữ chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay ông Trần Lưu Quang, được điều động giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng. Quá trình công tác của ông Phan Văn Mãi, từ năm 1995 đến 1997, ông Phan Văn Mãi là chuyên viên phòng ngoại vụ, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, rồi bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, tham gia ban chấp hành đảng bộ Bến Tre. Từ 1997 đến 2008, ông là Bí thư Đoàn ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Tỉnh ủy viên Bến Tre. Từ 2008 đến 2011, ông là Bí thư Trung ương Đoàn khóa 9. Từ tháng 1 năm 2012, tháng 3 năm 2014, ông Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tháng 3 năm 2014 Ông mãi được điều động về tỉnh Bến Tre và giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy khóa 9, nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Tháng 10 năm 2015, ông tái đắc cử phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 7 năm 2019, ông là phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Tháng 1 năm 2016 Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, ông Phan Văn Mãi được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12. Tháng 1 năm 2019, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Võ Thành Hạo nghỉ hưu. Tháng 10 năm 2020 ông mãi tái đắc cử bí thư tỉnh ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Phan Văn Mãi tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 2021, ông Phan Văn Mãi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026.